Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi rất là vinh dự được có mặt tại đây để giới thiệu cho các bạn một chiếc Toyota Camry mà tôi cho là độc nhất, đỉnh nhất và duy nhất tại Việt Nam. Còn tại sao tôi lại nói là độc nhất, đỉnh nhất và duy nhất? Chúng ta hãy bắt đầu video hôm nay để cùng tìm hiểu nó thôi. Như các bạn đã biết thì Toyota Camry là một chiếc xe có những cái đường lối thiết kế lịch lãm và đứng tuổi, phù hợp hơn với những người ở lứa tuổi trung niên. Nhưng chiếc Camry đứng bên cạnh tôi đây đã được lột xác hoàn toàn với một cái vẻ ngoài bệ vệ, thể thao và vô cùng nam tính. Chiếc Toyota Camry này được độ gói wide body. Nếu bạn là người từng tìm hiểu về wide body, bạn sẽ thấy cái nét thiết kế này nó hao hao giống với những cái nét thiết kế trên các cái bản đồ Liberty World dành cho những siêu xe thể thao. Và tại sao tôi lại nói nó là độc nhất, đỉnh nhất và duy nhất tại Việt Nam? Đó là bởi vì bộ wide body này được thiết kế, chế tạo và gia công tại Việt Nam bởi xưởng Burr Family. Các bạn nhìn vào phần đầu xe, chúng ta có thể thấy anh chủ xe đã nhập những cái món phụ kiện như là body lip trước. Và phía sau chúng ta sẽ có body lip sau cũng như là cái mặt ca lăng ở phía trước và cái cánh lướt gió ở phía sau để trang bị cho chiếc Toyota Camry này. Nhìn ở phần đầu chiếc xe, chúng ta vẫn thấy được cái vẻ nam tính và cứng rắn của Toyota Camry, nhưng vẫn giữ được một cái nét lịch lãm, tinh tế và sang trọng vốn có của nó. Ở phần thân xe, nếu bạn để ý kỹ vào những cái đường nét của các cái tấm ốp nới rộng hốc bánh xe này, thì chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết này được thiết kế vô cùng chính xác và được gia công rất là tỉ mỉ để giúp cho nó có thể ăn nhập hơn so với tổng thể của chiếc xe. Để làm được điều này, anh chủ xe phải chấp nhận một điều, đó là khoét cái hốc bánh xe đi, và cũng đồng nghĩa với việc sau này nếu muốn vệ sinh sẽ phải thay mới lại hoàn toàn. Ngoài ra, chúng ta có thể để ý đến cái bộ mâm. Anh chủ xe đã thay thế cái dàn chân của chiếc Toyota Camry bằng bộ mâm 3 mảnh đến từ thương hiệu Quốc VS20. Và bộ mâm này được sơn hai màu đối lập, đó là màu vàng đồng và màu xám nòng súng, giúp chiếc xe trở nên nổi bật hơn. Phía bên trong sẽ được trang bị bộ phanh Brembo 6 piston ở phía trước và 4 piston ở phía sau. Ngoài ra, chiếc Camry này còn được lắp thêm những cái miếng spacer để có thể đưa cái bánh xe ra ngoài, giúp nó liền lạc hơn với cái phần hốc bánh xe được nới rộng như thế này. Các cái chi tiết khác như là cụm gương và tay nắm cửa đều được bọc carbon. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái khe hút gió. Khe này là khe giả thôi nha các bạn, nhưng vẫn tạo được một cái nét nào đó rất là khỏe khoắn và thể thao cho chiếc Toyota Camry này. Chiếc Toyota Camry này được xưởng độ trang bị full bộ bô titanium đặt xéo hai bên nằm ở cẳng dưới. Bộ bô full titanium này được xưởng độ Burr Family thực hiện và gia công hoàn toàn 100%. Ngoài ra, cụm đèn hậu cũng được thiết kế theo kiểu đèn của Lexus. Ngoài việc lột xác về mặt ngoại hình thì chiếc Toyota Camry này vẫn được sử dụng động cơ nguyên bản 2.0 4 xi lanh nhưng đã được remap lại ECU để giúp tăng công suất. Hơn nữa, chiếc xe này cũng đã được độ lại lọc gió và thêm cái thanh dằn để giúp ổn định thân xe nhiều hơn. Ngoài ra thì còn trang bị thêm những bộ phụ kiện như là chip điều khiển chân ga, cổ hút hay là mô biên sườn và buji để tăng các khả năng tăng tốc cho chiếc Camry này. Phần nội thất của xe vẫn được giữ nguyên nhưng đã được thay đổi vì cái design thiết kế vô lăng và được ốp carbon. Những cái chi tiết như là cần số và cái mặt táp lô ở phía trước cũng đều được ốp carbon toàn bộ. Vậy còn bạn, bạn cảm thấy cái thiết kế của chiếc Toyota Camry này như thế nào? Hãy vui lòng cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về em nó nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!